Xin chào anh em nhé. Clip này thì bên cửa hàng có test cho bác khách hàng những chiếc cụ đẩy của thương hiệu DK và cái mã MK800. Và đây là cái dòng công suất 2 kênh, dòng đẩy bãi anh em nhé. Và đát của nó rất là cao. Con này thì đời 2018 và công suất của nó 800W trên một kênh ở 8 ôm. Và nếu anh em đánh ở chế độ 4 ôm thì nó đạt 1200W nhé. Với dòng cục đẩy này thì hàng đẹp này, công suất hay và chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Đấy. Con này thì nó sử dụng cho anh em 36 sò sò Ken và mạch Class H, một trong những cái loại sò rất nổi tiếng của Nhật Bản và đưa ra những cái dòng công suất rất là đỉnh đám trong lĩnh vực âm thanh. Thì tiện clip này thì cũng báo giá cho anh em để anh em có thể tham khảo dòng cụ đẩy mà nó đẹp tuyển chọn hàng đẹp tới trên 95% nhé. Giá thành của những chiếc cụ đẩy này đang có giá tốt cho anh em, rất là tốt nhé. Đang có giá là 4.500.000. Thì ngày hôm nay chiếc cụ đẩy này được test về Lâm Đồng anh em nhé. Lâm Đồng. Thì ngày hôm nay có test cho anh Hùng, anh có địa chỉ ở Đức Trọng, Lâm Đồng và trị giá của nó là 4.500.000. Và bên anh đã cọc của bên cửa hàng là 200.000. Và nếu anh em đang có nhu cầu mua dòng đổi bãi của bên cửa hàng thì anh em chỉ cần liên hệ trực tiếp tới số điện thoại cùng Zalo 0396 855 899 và địa chỉ cửa hàng ở phường An Lạc, Chí Linh, Hải Dương. Và tất cả những cái sản phẩm khi đăng tải cho anh em, nếu anh em có nhu cầu được test trên kênh thì bên cửa hàng đều quay video clip để giới thiệu cho anh em. Những cái phân khúc, những chiếc cục đẩy bãi ở phân khúc 2 kênh lẫn nhiều kênh thì luôn được cập nhật cho anh em hàng ngày nếu anh em đã đăng ký kênh. Và nếu anh em mới ghé qua thăm kênh mà vô tình thấy những cái video này thì anh em có thể nhấn nút like, đăng ký kênh và anh em nhấn vào cửa chuông để được cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Và biết đâu thì anh em sẽ có cơ hội để mua những sản phẩm giá cực tốt và hàng cực chất cho anh em nhé. Cực chất cho anh em. Con này thì nó vừa tất cả các loại tủ kệ nhà anh em, từ những cái dòng tủ kệ mini đấy. Đặc biệt là các anh em chung cư thì thường thường là nó rất là chật, tủ rất là chật. Và cái size con này là size 2U. Thường là size 2U là một trong những phân khúc chơi gia đình nhiều nhất nha anh em nhé. Size 2U thì chiều cao của nó khoảng 8cm. 8cm thì anh em kết hợp với vang nâng thì tất cả các loại tủ kệ đều đạt được. Và khi test nhạc cho anh em thì bên cửa hàng sử dụng duy nhất một chiếc điện thoại. Đấy, một chiếc điện thoại để test nhạc cho anh em. Và gắn trực tiếp từ đẩy ra loa luôn. Đây là cái tín hiệu nhỏ nhất trong các thiết bị âm thanh nhé. Mà khi nó khuếch đại qua cục đẩy công suất thì nó chất âm vẫn cực kỳ là hay. Anh em chỉ cần ghép thêm con vang, con nâng nữa thì bộ cao kêu hoàn thiện. Với con này thì với tốc độ khai thác tốt nhất thì anh em có thể khai thác được hai cặp loa bass 30 cồn 16. Và nếu dòng loa nhà anh em từ bass 40 cồn 16 nó cũng giống 30 cồn 16, anh em có thể chơi được hai cặp. Con này thì nó có một cái ưu điểm tiếp theo là anh em có thể đánh được những cặp súp hơi. Đấy, con này đánh súp rất là căng. Tại vì là tụ của nó vôn rất là cao, tụ 120V và sử dụng với 36 sò công suất thì công suất nó đạt 800 hoặc 1000 thì là chuyện bình thường anh em nhé, chuyện bình thường. Thì đây là những cái sản phẩm được test lên đường cho anh em và giá thành thì cực tốt cho anh em nhé. Sau đây thì mời anh em tham khảo thêm cái nội thất bên trong để anh em có thể cảm nhận, tự đánh giá những cái sản phẩm của bên cửa hàng khi đăng tải cho anh em. Anh em thấy là con này thì nó sử dụng sò Samken. Sò Samken là một trong những cái sò nó sử dụng nhiều nhất ở bên Nhật Bản anh em nhé. Và cái sò này là sò đưa ra chất âm cực kỳ là hay, nên với cửa hàng khi tổng hợp những cái dòng sò. Sò thì rất là nhiều loại sò, sò Toshiba này, sò Samken, sò NJWK, sò sắt, rất là nhiều loại sò. Nhưng khi anh em những chiếc cục đẩy xịn hãng ấy thì anh em sử dụng thì cái linh kiện nó quan trọng nha anh em, linh kiện quan trọng. Từ cái vấn đề là sò công suất này, mạch công suất và lọc nguồn thì anh em sẽ đánh giá được cái công suất cũng như là chất âm. Con này thì linh kiện đều là linh kiện cắm chân anh em nhé, linh kiện cắm chân. Đấy, sò Samken. Hàng thì bao zin, bao đẹp cho anh em luôn. Đát con này 2018 anh em nhé, 2018. Chiến áp sử dụng chiến áp Y. Và tụ của nó là tụ 120V, 4 tụ to. Con này thì hệ thống rơ le bảo vệ rất là an toàn. Nguồn rời anh em nhé, con này nguồn rời. Đây thì quay một chút về mặt đằng sau nhé. Khi test hàng cho anh em thì bên cửa hàng sẽ kèm theo một cái dây nguồn cho anh em. Đấy. Và nếu anh em sử dụng âm ly hoặc là từ các thiết bị từ vang, nâng tiếng thì bên cửa hàng sẽ có tặng cho anh em một cặp dây đực, giắc đực này, nếu anh em có nhu cầu. Đấy. Đấy là chế độ về chế độ khuyến mại của cửa hàng, thông báo để anh em có thể nắm bắt được. Hàng cực là chất cho anh em luôn. Con này thì chiều sâu của nó thì tầm ngoài 30cm cho anh em, tầm khoảng 35-36cm anh em nhé. Thì những cái sản phẩm này thì được test hàng cho anh em trên mọi miền tổ quốc. Và nếu anh em có nhu cầu đến với cửa hàng thì cũng thông báo cho em địa chỉ cửa hàng phường Lạc Chí Linh, Hải Dương,
Và nếu anh em ở các tỉnh lân cận ở phía Bắc thì anh em có nhu cầu gửi xe thì bên cửa hàng sẽ ghép xe cho anh em. Và giá cực tốt cho anh em nhé, giá 4.500.000. Anh em hãy nhấc máy và liên hệ trực tiếp tới số máy 0396 855 899. Cảm ơn tất cả anh em nhé.